Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự gần đây, các đợt mưa lớn hồi tháng 9 đã khiến nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Cầm và thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng bị sạt lở nặng. Các đơn vị chức năng đã khắc phục để thông tuyến, thế nhưng việc khắc phục chưa triệt để khiến phương tiện giao thông hạn chế và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Văn phòng Quản lý đường bộ 1.3, khu Quản lý đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang nỗ lực để khắc phục sớm nhất đoạn tuyến này. Đây là điểm sạt lở trên quốc lộ 70 đoạn qua xã Bản Cầm. Dù đã xảy ra cách đây 2,5 tháng, song ngày ngày người dân vẫn phải chịu sự bất tiện, nguy hiểm khi lưu thông trên đường. Hàng ngày tôi đi qua cái tuyến đường này thì thấy sạt lở rất là nhiều, mà ảnh hưởng đến giao thông tôi thấy là cảm thấy là rất là nguy hiểm. Cái hôm mưa sạt lở này mà cơ quan chức năng không dọn dẹp đi, đây toàn là xe ô tô to nó chở đá, chở cát chạy nhiều. Nên là nhiều khi nó cũng nguy hiểm, nhất là trời nhá nhem tối nữa thì lại càng nguy hiểm đó. Có 3 điểm sạt lớn, thì đặc biệt là ở khu km 16 và km 13 cũng làm ách tắc giao thông, đặc biệt là ngay cổng trường trung học cơ sở thì cũng có điểm sạt, nên ra là khi mà các cháu đi tan trường là cũng rất là nguy hiểm. Trao đổi với phóng viên, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ 1.3 cho biết, quy trình xử lý hậu quả thiên tai trên đường phải tuân thủ nhiều thủ tục quy định trong thông tư số 43 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải. Các bước như công bố tình huống khẩn cấp, đánh giá, lập hồ sơ dự án và tổ chức đấu thầu công khai đều cần nhiều thời gian. Dù vậy, đơn vị cam kết sẽ nỗ lực để hoàn tất việc khắc phục sạt lở trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vì là từ nay đến Tết Dương lịch thì về phía văn phòng sẽ chỉ đạo chỗ nhà thầu 242 là thực hiện công tác đảm bảo giao thông một cách tốt nhất. Còn về từ đến Tết âm lịch thì sẽ khắc phục. Trước mắt là về phía trách nhiệm theo chủ quan của tôi thì sẽ khắc phục toàn bộ cái phần đất sụt ở trên mặt đường. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải xây dựng, không chỉ quốc lộ 70 mà nhiều tuyến đường khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ mùa mưa lũ năm 2023. Tổng kinh phí dự kiến cho việc khắc phục thiệt hại lên đến hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy trình phức tạp trong việc xử lý hậu quả thiên tai đang là rào cản lớn khiến việc khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở này chưa đạt được như mong muốn.